Như vậy là trận derby vùng Merseyside thứ 288 đã kết thúc với tỷ số hòa đầy căng thẳng và kịch tính. Các vị khách Liverpool hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng đội chủ nhà Everton cũng tìm được hai bàn thắng san bằng cách biệt. Chấn thương của Virgil van Dijk, hai màn trình diễn tuyệt vời của James Rodriguez và Dominic Calvert-Lewin sẽ là những điểm nhấn chính trong phần nhận định sau cuộc đụng độ sớm nhất vòng năm. Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đến với phần nhận định sau trận đấu của bóng đá 24h.vn và trên đường pitch. Như đã biết, đội chủ nhà Everton sở hữu lực lượng tinh nhuệ và huấn luyện viên Carlo Ancelotti tiếp tục bố trí sơ đồ chiến thuật 4-3-3 với James Rodriguez là nhạc trưởng ở khu vực giữa sân. Hỗ trợ cho anh là bộ ba đầy sức mạnh là cặp đôi tân binh Alan, Doucouré và André Gomes. Trên hàng công vẫn là sự có mặt của Richarlison cũng như Calvert-Lewin. Phía bên kia chiến tuyến, thật đáng tiếc là Liverpool buộc phải sử dụng Adrian trong khung gỗ thay vì Alisson Becker vẫn đang dính chấn thương. Tuy nhiên, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã chào đón Joao Matip tái xuất và đá chính bên cạnh Virgil van Dijk. Bên cạnh đó, Joe Gomez cũng có tên trên băng ghế dự bị và sẵn sàng vào thi đấu khi cần thiết. Được đánh giá cao với phong độ tốt nhất giải đấu mùa này, nhưng Everton lại bị thủng lưới ngay từ phút thứ hai. Andy Robertson nhận bóng sát khu vực cấm địa Everton, anh nhẹ nhàng vượt qua Seamus Coleman trước khi trả ngược bóng vào trong cho chủ công Sadio Mane ghi bàn thắng sớm nhất lịch sử Derby Merseyside. Tuy nhiên chỉ vài phút sau, thì Liverpool đã phải hứng chịu tổn thất cực lớn khi trung vệ Virgil van Dijk bất ngờ dính chấn thương sau pha va chạm cực mạnh với thủ môn Jordan Pickford ở một tình huống việt vị của đội khách. Ngay lập tức, ngôi sao người Hà Lan phải rời sân nhường chỗ cho Joe Gomez và dấy lên nỗi lo về hàng thủ với hai trung vệ chưa từng đá cạnh nhau lần nào ở mùa giải năm nay. Sự thiếu vắng bất ngờ của Virgil van Dijk đã khiến Liverpool thực sự lúng túng trong việc chống bóng bổng trước một đối thủ có khả năng không chiến cực kỳ ấn tượng. Và lo lắng đó đã trở thành sự thật. Michael Keane trong một pha lên tham gia tấn công đã ghi bàn sau đường kiến tạo siêu đẳng của James Rodriguez từ chấm phạt góc. Ở những phút tiếp theo, thế trận cân bằng hơn nhưng không có bên nào có thêm bàn thắng và chấp nhận kết thúc 45 phút đầu tiên với tỷ số hòa 1-1. Sang đến hiệp thi đấu thứ hai, chủ nhà Everton bất ngờ chơi khởi sắc và chiếm thế chủ động trên sân. Nếu may mắn, James Rodriguez sẽ có thêm một pha kiến tạo xuất chúng khác, mặc dù Richarlison lại đưa bóng đập trúng khung gỗ ở phút 59. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Carlo Ancelotti có vẻ như đã nhận ra điều gì đó và chuẩn bị tung Giffy Sigurdsson nhằm tăng cường sức tấn công cho tuyến trên. Tuy nhiên, ngay sau khoảnh khắc bên ngoài đường biên, Mohamed Salah đã trừng phạt sai lầm pha bóng ngớ ngẩn của trung vệ Yerry Mina bằng cú vô lê cực nhanh đánh bại thủ môn Jordan Pickford. Tỷ số lúc này là 2-1 và buộc lòng Everton phải dồn lên nếu không muốn thua trận. Và những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội chủ sân Goodison Park đã giúp họ một lần nữa săn bằng cách biệt với pha ghi bàn của Dominic Calvert-Lewin. Tiền đạo đang khiến châu Âu phát sốt vì khả năng chơi đầu thiện nghệ như Cristiano Ronaldo. Tiền đạo sinh năm 1996 mùa này đạt hiệu suất làm bàn lên đến 50% ở những cú đánh đầu và anh dễ dàng biến hậu vệ Andy Robertson thành kẻ tí hon dưới chân trong pha bật nhảy và đánh đầu rách lưới Liverpool dù Calvert-Lewin không hề lấy đà để tìm đến đường bay của trái bóng như thường lệ. Tuy nhiên, trận derby Merseyside sẽ chẳng bao giờ thiếu đi tính bất ngờ. Phút 90, tiền đạo Richarlison bất ngờ tắc bóng cực mạnh với đồng hương Thiago bên phía đối thủ và lập tức bị đuổi khỏi sân. Tận dụng lợi thế ít ỏi trong 5 phút bù giờ, Liverpool dồn lên tấn công và cũng nhanh chóng có bàn thắng ấn định tỷ số. Tuy nhiên, Manchester United từng ghi điểm trước Brighton rồi đã hết trận. Còn lần này, Liverpool bị khước từ vì công nghệ VAR xác định người kiến tạo cho Jadon Henderson là Sadio Mane đã việt vị từ tình huống bóng trước đó. Ở những giây ít ỏi còn lại, Liverpool không thể làm gì hơn và đành chấp nhận chia điểm với Everton lần thứ hai liên tiếp trong vài tháng qua. Với kết quả này, nhà đương kim vô địch nước Anh chưa thể tìm lại chiến thắng sau khi bị Aston Villa hủy diệt, trong khi Everton dù mất đi mạch toàn thắng nhưng vẫn đang dẫn đầu Premier League với 13/15 điểm tối đa sau 5 vòng đấu đã qua. Đánh giá chung từ trên đường pitch, chúng ta có thể nhận ra sự cải thiện cực lớn của Everton. Họ chơi bóng bổng ấn tượng ở cả khâu phòng thủ lẫn tấn công, bởi Liverpool chẳng thể tạo ra bất cứ điều gì đáng kể từ những pha chuyền tầm cao của Alexander-Arnold. Ngoài ra, Jordan Pickford đã chứng minh được niềm tin mà ông thầy Carlo Ancelotti dành cho mình là hoàn toàn chuẩn xác, ngay cả khi anh mắc 3 sai lầm kể từ đầu giải. Huấn luyện viên Ancelotti tất nhiên cũng cho thấy tài nhìn người khi đưa về Alan, Doucouré và James. Bộ ba này đang là những nhân tố không thể thiếu với Everton, đặc biệt là vua phá lưới World Cup 2014 người Colombia. Khả năng chuyền bóng đổi hướng tinh tế, kỹ năng đặt lòng chuẩn đến từng centimet của James là thứ vũ khí đặc sắc và mới mẻ cho khán giả yêu thích Premier League trong bối cảnh Mesut Ozil đã đánh mất mình ở Arsenal. Về phía Liverpool, bây giờ chúng ta có thể thấy họ thực sự đã sa sút đi một chút so với mùa giải năm ngoái. Đội hình này vẫn mạnh mẽ, nhưng nó có một điều gì đó khiến các nhà đương kim vô địch nước Anh không còn đáng gờm như trước, dù họ sẽ tiếp tục là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vào mùa hè năm 2021. Sadio Mane và Mohamed Salah là bộ đôi ấn tượng của Liverpool, không chỉ về các bàn thắng mà là cách họ cảm nhận trận đấu bằng đẳng cấp cá nhân.
nhưng James Rodriguez và Dominic Calvert-Lewin có lẽ nên là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất ở trận đấu này. Một tiền đạo mục tiêu luôn chiếm thế thượng phong cho các pha không chiến và đã ghi bàn. Người còn lại quá giỏi ở vị trí kết nối và tiếp tục có thêm kiến tạo cho Everton. Còn nếu nói về khoảnh khắc đáng nhớ nhất ở trận này, chúng ta hãy một lần nữa dành lời khen cho Dominic Calvert-Lewin với pha bật lên đánh đầu ấn định kết quả. Nó ấn tượng thế nào thì chúng tôi mời quý vị và các bạn chỉ cần xem hai hình ảnh đặc biệt đã xảy ra cách nhau 7 năm. Vâng, chữa lại trên không, biến một hậu vệ trái thành trò hề và ghi bàn. Trận derby vùng Merseyside thứ 288 đã diễn ra theo đúng kịch bản quen thuộc. Dù chỉ là một màn đụng độ mang tính chất 3 điểm đơn thuần, nhưng Everton dường như đã sẵn sàng cho một sự cạnh tranh song phẳng với nhóm Big Six. Còn Liverpool tiếp tục cho thấy rằng Man City đừng nên bỏ cuộc từ sớm. Cuộc đua vô địch mùa này thực sự khó lường vì chẳng có đội bóng nào trong nhóm Big Six đủ ổn định so với phần còn lại.